Hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 1 năm 2024, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì trạng thái tạnh ráo, mát mẻ, không khí se lạnh vào đêm và rạng sáng. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, độ ẩm 70-75%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nắng, mức nhiệt từ 30-32 độ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, độ ẩm 71-76%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, nhiệt độ 29-31 độ, gió Đông Bắc cấp 3, độ ẩm 73-78%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng Đông Bắc cấp 4, cấp 5, biển động, có lúc động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 1 năm 2024, mực nước cao nhất 379 cm vào lúc 20 giờ và mức thấp nhất 230 cm lúc 2 giờ 15 phút.